Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám chữa bệnh là chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ Y tế nhằm nâng cao hiệu quả cũng như đổi mới trong công tác khám chữa bệnh. Thực tế qua công tác điều trị tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh thời gian vừa qua đã cho thấy hiệu quả của việc kết hợp hai phương pháp điều trị y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe của người bệnh nói chung và trong điều trị bệnh trĩ nói riêng. Đây là một vấn đề cũng khá mới và đặc biệt là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng cho là khá tích cực trong điều trị bệnh lý trí. Đấy. Vậy chúng ta hiểu bản chất vậy kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại là cái gì? Thực chất chúng ta thì kết hợp những cái ưu điểm của nền y học cổ truyền với những cái ưu điểm của y học hiện đại. Đấy, đơn cử như tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh chẳng hạn. Đấy, chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp không dùng thuốc bằng các thuốc y học cổ truyền. Đấy, điều trị rất tốt cho người bệnh. Từ điều trị cầm máu, điều trị chống táo bón, chống đau giáp, rồi gì? Điều trị trong những trường hợp bệnh lý trĩ tắc mạch. Đặc biệt rất hiệu quả nữa là gì? Với những cái trường hợp mà gì? Người bệnh ở giai đoạn thai kỳ. Vì chúng ta biết rồi, ở thai kỳ là chúng ta phải hạn chế dùng thuốc một cách tối đa để tránh những ảnh hưởng của thuốc tới thai. Thế còn đối với phẫu thuật thì chúng tôi lại chỉ ứng dụng các cái phương pháp phẫu thuật y học hiện đại, nhưng trong điều trị chúng tôi dùng gì kết hợp với gì các cái bài thuốc của y học cổ truyền giúp cho có gì chống táo bón này, tăng quá trình liền vết thương này, rồi gì sát khuẩn tại chỗ này và nâng cao thể trạng. Việc các bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh mới, đầu tư phát triển các dịch vụ y tế theo yêu cầu và từng bước hiện đại hóa trên cơ sở giữ vững bản sắc của y học cổ truyền, kết hợp hài hòa với y học hiện đại để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ngày một tốt hơn là một tín hiệu tích cực trong nền y học nước nhà.